ngày 22 tháng 7, đông đảo người hâm mộ đã có mặt rất sớm tại sân bay Tân Sơn Nhất chào đón đoàn Hoa hậu Doanh nhân Hoàng Vũ 2022 trở về sau khi đăng quang ngày 21 tháng 7 tại Bangkok, Thái Lan. Xuất sắc vượt qua các thí sinh trong đêm chung kết cùng các vòng tranh tài gây cấn, nhờ vào nhan sắc và tài năng, CEO Trần Thị Ngọc Hoàng đã chinh phục ban giám khảo và khán giả, chính thức trở thành tân Hoa hậu Doanh nhân Hoàng Vũ 2022. Lần lượt, Á hậu 1 thuộc về Phạm Kim Chi, 2 Á hậu 2 là Nguyễn Ngọc Trâm Anh và Nguyễn Thu Hà. Giải Á hậu nhân ái được trao cho doanh nhân Nguyễn Thị Vân. Theo đại diện ban tổ chức, các thí sinh đăng quang phải hội tụ sắc đẹp, tâm, tài, đức, tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực và tràn đầy năng lượng là yếu tố giúp các ứng viên chạm tới ngôi vị cao nhất. Một Hoa hậu Doanh nhân đúng nghĩa không chỉ cần có hình thể hoàn hảo, khuôn mặt khả ái, mà còn phải có sự hội tụ của trải nghiệm, bản lĩnh, một trái tim nhân hậu và sứ mệnh thiêng liêng biết chia sẻ và đóng góp cho cộng đồng. Xin chào chương trình Phong cách một cuộc sống. Em tên Trần Thị Ngọc Hoang. Hiện tại em đang trở về Việt Nam với một cương vị tân Hoa hậu Doanh nhân Hoàng Vũ năm 2022. Trở về Việt Nam em cảm thấy rất là vui, và hơn nữa là một trọng trách rất là lớn. Trước khi mình chỉ là một người phụ nữ bình thường và một nữ doanh nhân biết kiếm tiền và biết dung hòa giữa cuộc sống và gia đình và xã hội, nhưng ngày hôm nay không đơn giản là một người phụ nữ mà đại diện cho một tỉnh Bình Thuận, em có một trọng trách rất lớn. Em sẽ nỗ lực nhiều hơn để cố gắng kiếm thật nhiều tiền và giúp đỡ cho tất cả những hoàn cảnh khó khăn ở trên đất nước Việt Nam. Xin chào, tôi tên là Phạm Thị Kim Chi. Tôi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn Vũ 2022. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi cũng mong muốn các phụ nữ doanh nhân khẳng định được cho mình được cái giá trị bản thân cũng như là nhân hiệu. Sứ mệnh của chúng tôi là lan tỏa giá trị và kết nối cho cộng đồng thêm nhiều thật nhiều giá trị nhân văn hơn ạ. Xin chào quý khán giả, tôi là Trâm Anh. Và bây giờ thành quả của tôi là đạt giải được A2. Tôi rất là vui, cảm giác của tôi bây giờ là rất rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy là tôi đã mang một cái niềm vui, một niềm hãnh diện đến gia đình tôi và đến cả những nhân viên trong công ty của tôi. Tôi là Nguyễn Thu Hà, tôi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ. Tôi đã cảm ơn rất nhiều những khán giả và những người đã theo dõi, ủng hộ tôi trong suốt quá trình tôi thi để tôi có được ngôi vị như ngày hôm nay, bước qua được giới hạn của bản thân để tỏa sáng. Tôi cũng mong muốn các chị em phụ nữ tự tin để bước qua cái giới hạn của bản thân mình, để khẳng định vị trí và nhân hiệu và thương hiệu và tất cả những cái mặt tốt đẹp nhất của mình để có thể thành công tỏa sáng hơn nữa. Xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các mùa sau. Xin chào khán giả, tôi là Nguyễn Thị Vân, tên thường gọi là Vân Anh. Tôi đã thi cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàng Vũ năm 2022 ở thành phố rất vui và vinh dự. Mình được giao lưu học hỏi với các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Tôi được danh hiệu là Hoa hậu nhân ái. Nên là tôi muốn cái danh hiệu này và nhân hiệu này, tôi muốn giúp đỡ cho rất là nhiều người khó khăn trong cuộc sống, chia sẻ và lan tỏa cho cộng đồng và xã hội với những cái tình yêu thương. Và mình muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ để cống hiến thật nhiều cho đất nước, cho công việc, cho gia đình và cho xã hội. Hoa hậu Doanh nhân Hoàng Vũ 2022 lần thứ tư được tổ chức nhằm mục tiêu tôn vinh nét đẹp hiện đại, bản lĩnh và đề cao nữ quyền trong lĩnh vực kinh doanh. Đồng thời cũng là cơ hội để giao lưu và nâng cao giá trị thương hiệu Việt. Năm nay, cuộc thi được tổ chức tại Thái Lan nhằm kết nối giao lưu, giao thương với các doanh nghiệp hai nước, đồng thời thăm hỏi, giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam còn khó khăn ở nước ngoài.